Lần cuối bạn cảm thấy mình là một người kém cỏi là bao giờ? Đã lâu rồi hay mới sáng nay xong? Cụ thể là sau khi mãi không chiến thắng nổi bản thân để dậy sớm. Nếu vậy thì bạn nghĩ rằng mình sẽ mãi chịu thua nghịch cảnh hay tin rằng mình hoàn toàn có khả năng vượt lên trên nó bằng ý chí và sự quyết tâm sắt đá? Bất kể bạn là tuyết người nào thì Spider Room nghĩ bạn cũng nên biết về tên gọi của hai loại tư duy đã làm nên tên tuổi của tiến sĩ tâm lý Carol Dweck. Cuốn sách của bà, Tư duy, Tâm lý học thành công, đã trở thành hiện tượng toàn cầu, nhận được sự khen ngợi từ các chuyên gia và giúp hàng triệu độc giả nhận ra mình luôn có thể trở thành một phiên bản xuất sắc hơn của bản thân. Vậy thì cụ thể, hai loại tư duy mà bà nhắc đến ở đây là gì? Chúng có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của chúng ta? Và làm thế nào để chuyển từ lối tư duy này sang lối tư duy khác? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay của tác giả Mai Thúy qua 4 phần chính bao gồm định nghĩa trí thông minh, nên hay không nên bước ra khỏi vùng an toàn, tiềm năng và định kiến, và cuối cùng là sức mạnh của chưa. Khi đi làm, bạn có bao giờ cảm thấy căng thẳng, chán nản và mất động lực? Động lực nội tại là cuốn sách mang tính ứng dụng, hướng dẫn bạn cách thay đổi bản thân và từ đó thay đổi môi trường xung quanh bạn. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể giúp bạn nuôi dưỡng sự hào hứng. Hào hứng giúp cho bạn yêu thích những gì mình làm và hướng tới một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Khám phá những điều mới mẻ và dinh ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé! Định nghĩa của trí thông minh. Đầu tiên là định nghĩa của Carol Dweck về trí thông minh. Thứ nhất, chúng ta có Fixed Mindset. Đây là loại hình tư duy của những người cho rằng những gì xảy ra với mình chính là thước đo về khả năng và giá trị của bản thân. Fixed Mindset là tư duy coi trọng sự thông minh dựa vào khả năng thiên bẩm, có thể coi thường hoặc không coi thường sự nỗ lực tùy thuộc vào từng cá nhân. Ngược lại, Growth Mindset cho phép chúng ta rời khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình. Nhóm người ở loại tư tưởng này coi trọng và tin tưởng vào nỗ lực hơn là khả năng thiên bẩm, vào hard working hơn là để những thước đo như là kiểm tra bài test, điểm số, chỉ số IQ định nghĩa chính mình. Điều đáng nói ở đây là khi những đứa trẻ mà mọi người dán mác gọi là tài năng thiên bẩm về toán học, địa lý, vật lý, hóa học hay bất cứ thứ gì ở lĩnh vực nào, người có 10 hoa tay hay người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, tất cả đều là biến số. Nó thay đổi chỉ khi chúng ta dùng nỗ lực để đạt đến mục đích nhất định. Ta không thể tự dưng mà học giỏi môn hóa được. Nếu ta không đọc sách, làm bài tập, nghe giảng hay làm bất cứ điều gì, thiên tài là tài năng cộng nỗ lực cộng không bao giờ từ bỏ. Nếu ta tìm hiểu, sẽ thấy mọi thiên tài vĩ đại trên thế giới đều có những giai đoạn xuất phát đầy khó khăn và chưa đủ tài giỏi, phải trải qua bao nhiêu nỗ lực và cam kết không từ bỏ thì mới đạt được đến đỉnh cao. Nếu bạn có cái đích nhưng không chịu làm để đến đó, thì cho dù tài năng nổi bật đến đâu thì sau cùng cũng dần bị lãng quên. Không ai tự dưng ngồi không mà có thể giỏi được. Thứ hai, nên hay không nên bước ra khỏi vùng an toàn? Vậy thì hai loại tư duy này ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và làm việc như thế nào? Fixed Mindset khiến cho mọi người cảm thấy an toàn khi thỏa mãn với những thứ dễ dàng, nhưng khi cho họ một chút khó khăn thì họ lập tức bỏ cuộc và từ chối cơ hội để học hỏi. Đơn giản bởi họ lo lắng sẽ bị người khác đánh giá hoặc để lộ ra những thiếu sót của chính bản thân mình. Ví dụ, mình học chung với lớp kinh tế chính trị với một nhóm bạn của mình. Bạn mình tên T, kiểu người Growth Mindset. Trong tiết học về giá trị thặng dư, bạn đã không ngần ngại giơ tay nhờ cô giảng lại những công thức vì chưa hiểu, trong khi trước đó mình cũng chưa hiểu nhưng lại không dám hỏi vì sợ ngại, sợ mọi người xét nét. Vậy nên, Growth Mindset, họ là những người luôn cảm thấy hứng thú khi gặp khó khăn và sẵn sàng đối mặt với bất cứ thất bại nào như một cơ hội để học hỏi. Họ quan tâm đến duy nhất một câu hỏi, mình sẽ học được gì sau thất bại? Và từ đó, họ sửa chữa sai lầm và rút kinh nghiệm cho những lần sau, hơn là quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Một ví dụ khác, sau những lần kiểm tra giữa kỳ của mình trên lớp học đại học, ví dụ như là môn cơ sở văn hóa, hai người bạn của mình là A và B có kết quả điểm giống nhau, nhưng A là một người có growth mindset, B là kiểu ngược lại. Trong khi B xem xong điểm, vô cùng buồn bã, chán nản vì điểm thấp, A lại lục lọi đề thi, bài làm và rút ra những sai sót của mình, xin cô chữa bài vì một phần của nội dung giữa kỳ có thể sẽ nằm trong nội dung cuối kỳ. Đây chính là sự khác biệt. Đứng trước thất bại, A học hỏi từ những sai lầm và sửa chữa chúng, trong khi B lại suy sụp và sa lầy trong thất bại đó. Tổng kết ý, Fixed Mindset là khi B mắc sai lầm thì B nghĩ B là kẻ thất bại, trong khi còn đối với Growth Mindset, A mắc sai lầm thì A lại nghĩ rằng mình đang học từ sai lầm và đang thay đổi trở nên tốt hơn. Trong cuốn sách của tác giả, bà có nhắc đến căn bệnh CEO được coi là của nhóm người thuộc Fixed Mindset là tư duy luôn muốn được nhìn nhận là vô cùng tài giỏi, hoàn hảo và luôn đứng nhất. Tuy họ muốn thành công nhưng lại hay chán nản và dậm chân tại chỗ khi gặp chuyện gì khó khăn. Trong khi những người có Growth Mindset, họ sống bình thường, không quá khát khao sự công nhận mà thiên về mong muốn được học hỏi nhiều hơn.
câu hỏi lúc nào cũng vậy, mình đã và sẽ học được gì, mình sẽ sửa chữa nó như thế nào. Họ thà bước đi còn hơn là ở yên một chỗ. Thứ ba, tiềm năng và định kiến. Có một thứ ở Fixed Mindset là họ luôn tin vào khả năng, vào tài năng, trong khi Growth Mindset tin vào tiềm năng và cam kết nỗ lực. Khả năng và tiềm năng là hai thứ khác nhau. Đó là khi bạn có khả năng ở lĩnh vực này, nhưng sau một thời gian lại muốn thử sức ở lĩnh vực khác. Đó là khai thác tiềm năng của chính mình. Tiềm năng chính là khả năng nhưng tiềm tàng. Tại sao lại không thử chứ? Chúng ta vẫn thường xuyên nghe về định kiến. Định kiến chính là một thứ đáng sợ. Chúng ta sống cả thời đại bây giờ chỉ để nghe những định kiến của người xưa và cả người nay. Phụ nữ thì nên yên bề gia thất sớm, con gái thì trước sau cũng đi theo chồng, phụ nữ nên làm việc nhà, nội trợ, không nên học cao. Lần gần đây, mình nghe về định kiến của một người hàng xóm giục chị mình lấy chồng với vẻ hơi đùa cợt chứ không lấy gì là quan tâm thực sự. Lấy nhanh nhanh, không đến lúc 30 tuổi, ai thèm lấy nữa đâu. Mình dạ vâng cười trừ thôi chứ không nói gì nữa. Vì là định kiến nên không thể dễ dàng nói ra hay giải thích, càng không thể thay đổi quan điểm của bất cứ ai bởi vì nó đã ăn sâu vào nhiều thế hệ và tầng lớp con người. Vì mình là bậc dưới, nói ra sẽ bị cho là thiếu lễ phép, kém hiểu biết hoặc là còn nhỏ mà bày đặt. Mình đành ngậm ừ cười và nhớ lại câu, hãy chỉ quan sát mà không đánh giá. Đây chính là điều mình muốn nói. Nhóm người có Growth Mindset sẽ không bị ảnh hưởng bởi định kiến. Họ sẽ còn đấu tranh chống lại định kiến và chứng minh bản thân mình. Còn những người thuộc kiểu Fixed Mindset sẽ bị ảnh hưởng bởi định kiến rất nhiều. Thoát ra khỏi khuôn khổ không phải dễ, nhưng với Growth Mindset tuy chưa thể nhưng cuối cùng sẽ làm được. Định kiến hay chăng cũng chỉ ở góc nhìn của ai đó mà thôi, mà mình thì có phải ai đó đâu. 4. Sức mạnh của Yet. Mình dịch đại khái, Yet có nghĩa là sắp hoặc là vẫn chưa. Bà Carol nói rằng, đối với người học, thay vì nói mình đã trượt kỳ thi, mình đã thua cuộc thi này, thì hãy nói mình vẫn chưa đỗ, mình chưa thắng cuộc thi này. Vì cơ bản khi bạn nói trượt, bạn thua nghĩa là bạn sẽ nghĩ rằng mình thật tồi tệ và không làm được trò trống gì. Thay vào đó, khi nói not yet nghĩa là vẫn chưa, nghĩa là chúng ta vẫn hiểu rằng ta vẫn đang trên con đường học tập để hướng thẳng tới tương lai. Chỉ là ta chưa đạt đến, nhưng rồi ta sẽ đạt được vào một lúc nào đó thôi. Cô chỉ ra quan điểm rằng khi một cá nhân nào đó đạt được bất cứ điều gì hay đơn giản có được sự tiến bộ, thay vì khen thưởng họ về khả năng, về tài năng bẩm sinh hay sự thông minh, nó sẽ giết chết sự cầu tiến của cá nhân đấy. Ta nên tập trung ca ngợi quá trình nỗ lực, sự kiên trì, bền bỉ, sự tập trung, chiến lược của cá nhân ấy. Điều đó rất tốt, đặc biệt cho trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ. Người ta thường hướng bản thân mình về phía trước và chạy theo những mục tiêu ở những thời điểm nhất định. Chúng ta chăm chăm vào mục tiêu ấy và đánh giá quá cao những khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng đích này rồi lại còn đích khác. Một vòng luẩn quẩn chỉ bằng trải nghiệm cảm giác của hiện tại màu nhiệm và yêu lấy quá trình mà mình đang đi. Có mục tiêu là điều tốt, nhưng không có mục tiêu cũng chẳng phải điều xấu. Mình thường cố gắng hay tỏ ra rất khổ sở và đau đớn trong quá trình học cái gì đó mà trong đầu luôn chật vật với suy nghĩ rằng bao giờ mình mới hoàn thành hay mới giỏi lên được đây. Mình đâu có biết là trong quá trình học, lẽ ra mình đã có thể làm cho nó trở nên thú vị và vui vẻ bằng cách tận hưởng nó và thử một vài cách khác cho cái quá trình đó trở nên dễ chịu hơn. Đó cũng là điều mà những người có Growth Mindset làm. Một chia sẻ cuối cùng trước khi kết thúc, đấy là mình mới đọc đến trang 100 của cuốn Mindset. Mình có nắm được sơ sơ đại ý rồi, nhưng nếu cảm thấy nên viết tiếp thì mình chắc chắn sẽ viết phần 2. Nếu bạn thích chủ đề này thì mình nghĩ bạn nên tham khảo các cuốn như là Atomic Habits và Mini Habits, dù mình thích cuốn Atomic Habits hơn, Phép lạ của sự tỉnh thức và An lạc trên từng bước chân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bài viết này của tác giả Mai Thúy đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ các người dùng trên Spider Room. Liệu nó có lặp lại trên YouTube của chúng mình hay không? Các bạn hãy là người quyết định nha. Ngoài ra, có những đầu sách hay khía cạnh nào liên quan đến phát triển bản thân mà các bạn muốn Spider Room thực hiện không? Hãy để lại bình luận cho chúng mình đọc. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Peace!